Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái bẫy nhông cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Trước tiên các bạn kiếm cho mình một cái giỏ xe, rồi mình sẽ lấy cái cọng thép ở trong cái chỗ giỏ xe này nè. Ở trong đây là có một cái đường thép, các bạn lấy một cái đường thép đó, xin miễn là nó nhỏ, thép nó cũng yếu yếu thôi chứ đừng mạnh quá thì nhông nó mau chết. Rồi kiếm cho mình những cái khúc ống nè, đó, bây giờ bạn đánh một cái rãnh này, để cái nhét cho một cái thép này vô nè, cái đánh rãnh này, rồi dùi cho mình bốn lỗ, bên đây một lỗ nữa, là cái này để mình xỏ cái vòng cọng dây dây vòng vô nha. Đó, mình làm bao nhiêu bẫy cũng được, cái này mình làm có hai bẫy thôi, hai bẫy là một mình đi bẫy là được rồi, một mình đẩy bẫy hai bẫy là không kịp để gỡ. Đây khi mình lấy ra là được hai cọng thép như vậy đây. Cọng thép nhỏ nha. Đó, lấy trong cái vỏ xe này ra nè. Này được hai cọng thép như vậy. Rồi cái kẽm này là để mình buộc vô trong cái ống này, cọng thép vô ống này xong rồi mình nhỏ keo dán sắt nhỏ theo cái rãnh này nè. Để cho nó giữ lại. Giữ lại cho mình khỏi tuột lên, tuột xuống không? Mình lấy lưỡi cưa mình đánh một cái rãnh này nè. Đó. Còn đây là mình xài dây cước hồi mình xe lại. Rồi bây giờ là đã cột xong rồi nè. Các bạn cứ cột vô cho mình như vậy nha. Xong rồi mình bắt đầu nhỏ keo dán sắt vô. Nhỏ keo dán sắt đây cho nó giữ lại. Mình cột cũng đỡ chắc rồi. Nhưng mà để cho khỏi tuột á, cái này nó không bung ra nhưng mà nó bị tuột á. Cho nên mình nhỏ cái sắt vô cho nó hít lại, nó khỏi bị tuột. Khi mình cắm xuống rồi nó không có bị tuột nha. Đó, mình nhỏ đều vô đây nè, cho nó giữ lại. Đó là thiên thu luôn nha, không chạy đường nào nữa. Rồi cái bên đây là các bạn nhớ nè, đây cái đầu ngắn đầu dài nè, thấy không? Cái lỗ này nè, cái lỗ phía dây á là cho nó nằm ở dưới phía dưới nha, chứ đừng nó nằm trên đây nha. Nằm trên đây là không có làm ăn gì được đâu. Khi cái vòng mình đặt vô đây là con nhông nó lên tới trên đây nè, nó mới bắt được cái cần ở trên đây. Ở đây là siết cổ hoặc là cái người cái eo ếch nó siết ở dưới đây nè, cái lỗ phía dưới đây nha. Đó, cái bẫy này mình cắt cỡ chừng 4 phân cũng được, mà 3 phân mấy cũng được, nhưng mình cắt 4 phân đi, cỡ 4 phân muốn không mấy gì cũng được hết á. Đây rồi các bạn, xe cho mình hai cọng cước vô thành một nha. Nè, cái này hai cọng cước nhỏ xe lại thành một đó, vậy mà khi mình làm cái vòng là nó không có bị xoắn, không có bị quăng. Nên là cái mình làm hai cái khoen như đầu nè, các bạn thấy hai khoen không? À, một cộng là một khoen này đó, đây là cái dòng đó cũng như là cái khoen đó. Rồi các bạn lấy kẽm các bạn bẻ như mình nè, cái này là cái chốt nha các bạn, bẻ sao nó cong cong này vậy nè, hai cái bẻ cho nó cong cong nha, để mình gài á, nó cong cong vậy nè. Rồi các bạn biết sao để khi mình ấy mình gài vô đây nè. Đó, khi mà mình móc vô là mình móc vô đây nè. Đó, móc vô đây là cái này là cái chốt nè, chốt móc vô đây nè. Rồi nhông nó lên rồi nó bật cái này ra, bật này ra nha. Rồi nha các bạn, hai cái bẫy của mình đã làm xong rồi nè, bẫy của mình xong nè. Cái này là mình đã gài vô rồi nè, để chơi mình gài như vậy nè nha. Đó, mình gài đó, khi mà con nhông ở đây là mình đút cái con nhông nó chui lên đây. Để mình nhìn lên mình bật đó, cái đó là nó giật nó bung ra, nhưng mà cái tay mình dính vô trong cái cọng dây này nè. Đó. Tay mình dính đây xong rồi ra được. Đó. Nó cũng nhẹ nha, cái này nhẹ nha. Đó. Vậy là rồi, bây giờ mình đi bắt thử, mình đi gài thử cho anh em coi coi cái hiệu quả nó sao. Mình cũng ngày hôm qua mình đi giật, nhưng mà giật thì mệt quá, giật mình ngồi mình canh nó mệt đó.
mình dòm chú tâm vô mệt. Còn này là mình cột một miếng vải đỏ trên cái đầu cây nè, đó, cột miếng vải đỏ ở đây nè, mình thấy nó bật lên là cái mình đợi mình gỡ thôi, mình khỏi ngồi canh giật chi đó. Rồi bây giờ mình đi đi gài cho anh em coi nha. Khá màu khá lẹ nha các bạn, mà dễ đặt nữa. Khá tuyệt vời nha mọi người. Hơi chín này theo mọi người, rất là lạnh nha.
chín rồi nha mọi người. Nè, lại 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 đứng cho này. Anh là cái năng khiếu anh có. Dính rồi nha mọi người. Thấy bẫy đơn giản không? Nhìn nó lòi bẫy đi. Thấy lẹ không? Lòi bẫy chạy luôn. Đúng rồi, dính rồi đó. Dính rồi nha các bạn. Hello, xin chào tất cả anh em. Như hôm qua mình có hướng dẫn cho các bạn làm bẫy đó. Sáng nay mình đi một tí xíu mà được như đây nhông nè, cỡ gần ký mấy á. Anh em thấy không? Chỉ là mình đặt chỉ có một tính hai cái như vậy thôi mà được như bấy nhiêu đây nhông. Anh em nếu mà kiếm được muốn số lượng nhiều, anh em làm thêm cỡ chừng 5 đến 10 cái. Thì mình đặt ở ngày mình kiếm cũng được 4-5 ký, 2-3 ký này. Nói chung là cũng chỗ mà có dùng nhông nhiều, nhông ít. Mà ký bây giờ cũng 200-300 ngàn đây. Các bạn có thể kiếm cả ngày, một ngày cả 1 triệu bạc. Hoặc là hơn 1 triệu, vài trăm ngàn cũng có. Mà phải đặt số lượng nhiều nha. Mình đặt hết xong rồi mình quay lại mình thăm. Nhông này cũng mau lên lắm. Mình đặt cỡ chừng có con cỡ chừng 30 giây nó cũng lên. Mà 1 phút cũng lên, 2 phút, 3 phút gì nó cũng có. Nó tùy theo con dạng con nhát. Rồi xin chào tất cả anh em nha. Nếu mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh cho mình, subscribe cho mình nha. Để ủng hộ kênh rồi có theo dõi những video tiếp theo của mình sắp đưa lên nha.